Trong trận đấu thứ 100 của mình tại US Open, Novak Djokovic đã chứng minh vì sao anh được nhiều người xem là một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Tay vợt người Serbia đã thể hiện sự ấn tượng với khả năng dự đoán và hóa giải cú giao bóng mạnh mẽ của đối thủ để giành chiến thắng sau 2 tiếng 40 phút trước tay vợt 20 tuổi người Mỹ, Shelton. Djokovic cho biết đây là trận đấu giúp anh cải thiện phong độ và truyền cảm hứng để tiếp tục nỗ lực làm việc chăm chỉ như những chàng trai trẻ. Các giải Grand Slam là động lực thúc đẩy tôi chơi với phong độ hay nhất, thể hiện năng lực tốt nhất của mình. Tôi biết từ trước trận tứ kết rằng tôi sẽ đấu với một tay vợt người Mỹ và điều đó không bao giờ là dễ dàng. Hôm nay mọi thứ diễn ra thực sự suôn sẻ với tôi. Sau đó anh ấy vùng lên và có thể đã giành chiến thắng set thứ 3. Ở đây có bầu không khí mà tất cả chúng tôi đều thích chơi. Vì vậy tôi thực sự rất thích và hài lòng với chiến thắng ngày hôm nay. Djokovic đã bước vào chung kết tại US Open lần thứ 10 trong sự nghiệp của mình. Trong trận đấu này, anh đã thể hiện sự ổn định và kỹ thuật xuất sắc để vượt qua Shelton với tỷ số 6, 3, 6, 2, 6, 3.